Shop Bếp Gấu.com chữ tín làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em, là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Nghe anh nói không MBC ơi? Nghe nghe. Ủa em vô chi vậy, em thi tài năng hả MBC? Thi tài năng đậu ba xin sót mà không vô được. Ủa anh nói thật, em có tài năng nữa MBC? Thôi trời, em có tài năng ca hát, rap, chuyên về toán, toán lý hóa, ngữ văn với công dân thể dục. Mấy cái môn học thì anh không nói, nhưng mà anh khẳng định luôn cái môn hát đấy, thì chắc anh nghĩ là mày có bị sai lầm không? Không, anh nói thật đấy, bởi vì anh đã nghe rất nhiều bài hát của mày rồi, nhưng mà không có bài hát nào mà ta cảm thấy thuyết phục. Bây tại giờ mày có thể trên bày. Hát giỡn hả? Em hát thiệt là như ca sĩ luôn. Hát thiệt là như ca sĩ luôn. Vậy là tất cả những bài hát mà ngày xưa giờ em lên mạng hát lại em hát giỡn. Đúng rồi. Bây giờ sẵn đây em có thể cuộc thi tài năng Revive này, em có thể trình bày cho tất cả anh em đang coi livestream một bài hát nào chất lượng không? Được, được, được. Bài đó tên gì? Chia đôi con đường. Chia đôi con đường hả? Chà. Rồi, nếu mà em hát hay, anh sẽ tặng cho em 100.000 giao hụt giao lưu để làm quà trong chương trình này. Hát thử coi. Rồi, em cứ trình bày giống như là em tham gia một cuộc thi Việt Nam Idol đây. Em đi lên em giới thiệu, tôi là Ngô Phúc Trung, năm nay bao nhiêu tuổi và tôi xin trình bày một ca khúc. Và tất cả những người coi livestream sẽ là khán giả, khán thính giả và giám khảo của em luôn. Đấy. Ăn nhà Thái Lan đồ. Hạt nhà Thái Lan hả? Ờ. Ủa em biết tới Thái Lan rồi hả? À, biết. Chà, thằng này giỏi ngoại ngữ ta. Hay đi em, hay đi. Hát bài Thái Lan để tặng cho đội Thái Lan vô địch. Chà, em hát bài Thái Lan để tặng cho đội Thái Lan vô địch hả? Chà. Ừ. Hay, đánh cắt, làm đi em. Chà, lần đầu tiên anh mới nghe nhạc Thái Lan đây nha. Hay đấy, hay đấy. Ok. Khở mô chờ nội quay khôi xa cháp y sư chạy lục que dữ vậy. Khó môn bà nội quay tôi vô tư mà nhau chạy. Khó trai chờ nội quay khôi bên giang bạc danh phải đánh bên giang. Hạt ni cũng say cũng sơ cơ sục cơ hồ. Hiểu kiểu gì? Giạc chưa chụp mơ cơm trái chầm mơ sắp rơi. Chụp mơ cơm chân mây khoe quay lắm ấy lặp đi nơi cơm bay. Giạc chưa chụp mơ cơm trái chụp mơ cơm trái tam bay. Giạc chưa cơm sàn hòn quay cô cháy làm mây ụt bùm na na. Khó mong chờ nồi quay khôi xa cháp y sợ ảo ảo. Khó mong mà nồi quay khôi yêu tư mà nhau tay. Khó trai chờ nồi quay khôi bên trăng bạc doanh phán năng dính dày. Hạt niềm chay cũng sợ cơ sụp cơ hồ. Xong. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ok. Đồ. Dạ. Lần đầu tiên anh mới nghe được cái giọng hát thực sự của MBC đấy. Thật sự. Thích không? Ca nhạc Tây Ban Nha luôn. Nhạc Tây Ban Nha luôn hả? Thôi. Cái trình mà nhạc nước ngoài của em nó nằm lên cái đẳng cấp của BTS rồi. Nó không còn thuộc cái lĩnh vực của Việt Nam nữa. Thôi à, em biết rap nhạc Việt không? Em làm một bài rap đi, nó mới đẳng cấp hơn đấy. Anh nghĩ đây thôi. Rap nhạc tầm nữa là... Em biết hát bài nhạc rap hay nhạc rap bột điếu hay là mày rap gì đây? Mà rap gì, nhạc tầm hay rap đường phố? Đường phố đi nó chắc em. Cái giọng ca nhạc Thái Lan của em nó đỉnh cao quá rồi. Không ai có thể nào với tới rồi. Rồi, có rồi. Bài gì vậy em? Bài gì vậy em? Bài gì vậy? Con ngu lắm con. Con ngu lắm con hả? Ừ. Chà, rap đít, rap đít. Rap đít rồi. Hay! Anh thích rap đít nè. Rap đít như có bi ray đấy, mà hay.
dây của anh. Hay đấy em, quốc đi em. Ê, vô quý, ê lộn. Vì đi, cô đỉ mẹ mày muốn chơi với tao với cái thằng nghiệt xúc. Ai chứ mày là tao lẹ lắm. Tưởng thằng này dễ ăn, nên thằng lùng muốn hốt. Để tao thử với cờ này nhưng luôn cái tay xuống chốt. Tôi thằng lùng làm sao, mày đừng có hù tao sợ. Cứ đã chơi đi kia đi một bài nữa, tao đợi ha. Vì đi ngay, ừ, để tao tiếp tải. Từng là hàng bạc thương của tao có gì kiếp hại ha. Con đỉ mẹ mày, mày mới chính lãnh cậu. Mày giữ lại bao nhiêu lần rồi hả? Vì đi, thằng cậu chó định để coi tao đấu. Thằng nào đâu tao thầu, sao sẽ kinh gắn cái mát. Hay là có ai bầu với cái trình ráp 10 năm mà thuộc cả thằng con nít. Từng bài chuyện ở tại rau ba mày có dục không con bích á. Bắt tao làm cái đéo gì nhau, tao không một tiếng mang cả chấm chất sao sao. Vì tao, mày nên nhớ tụi tao với mày mãi mãi là không chung giường. Thì tôi sẽ đít với con cái mẹ mày cùng tụi tao chung giường. Ơi trời ơi, đi, anh lấy tài năng đi đi. Anh đâu có giữ anh sủa hơn chó mà đéo thấy trên tivi. Hết thời á, sau khi thằng già mày bước xuống cái họng một con sủa cho bằng đệm như ướt mốt. Bắt mà dám hồi bọn nó ăn. Được chưa, được chưa? Nãy rồi. Giờ mày đáp đít thêm mà chửi tao vậy mày. Trời ơi. Thôi, ghét qua cái chuyện âm nhạc đây. Em thuộc cái dạng tài năng thiên phú rồi. Gọi là tìm kiếm tài năng đấy mà tìm hoài không ra đấy. Thôi, để ghét qua vấn đề ở đây em. Thôi bây giờ chơi ngày xưa em nói em giỏi môn toán học. Môn văn học và môn vật. Toán học em giỏi không? Toán học. Quá học, lý học. Toán học em dần thầy. Toán học em giỏi không? Toán học này... em hay 90. À, toán học em chơi 90 không hả? Vâng. Bây giờ hôm nay anh sẽ với em sẽ chơi một bài toán rất là căng não. Bây giờ nếu nãy giờ em chưa có 1000 nào cả sau hai bài hát. Bây giờ sao? Cái hai bài hát không có 1000 nào hả? Ừ, hai bài hát nó hay nhưng mà nó chưa đủ giá trị để có được tiền. Cái bài hát nào đấy nó có giá trị nó mới có tiền, nhưng mà em hát hay nhưng mà nó không có giá trị, em hiểu không? Quan trọng là mình có cần cái giá trị, em hiểu không? Đó. Bây giờ chúng ta còn chơi cái bao vấn đề toán nào. Bây giờ em ký biết trò chơi từ 1 tới 30 không? 1 tới 30 hả? Ừ. Là ai đến 30 rồi hắn đúng không? Đúng. À biết. À, bây giờ nếu mà em thắng anh em sẽ được 100.000 đồng. Được chưa? Được. Thằng này hay nè, thằng này thông minh đây nè, thằng ABC thông minh đấy. Được. Bây giờ em sẽ đón trước. Nói hay anh đón trước. Em trước. Rồi nói đây. Nhanh. 1, 2, 3. Nhanh nha, 4, nhanh nha. 5, 6. 7, 8. 9, 10. 11, 12, 13. 14. 15, 16. 17, 18. 19, 20, 21. 22. 23, 24. 25, 26. 26. Ủa sao vậy em? Lộn. Rồi. Tính ra là cái bài, cái toán học em cũng hơi yếu. Đấy. Thôi thì anh cho em lại một cơ hội được chưa? Anh cho em lại một cơ hội. Được chưa? Nếu mà em giải được bài toán này, anh sẽ tặng cho em 100.000 đồng. À, mình chơi chưa? À, ok chưa? Rồi, MC rất là giỏi toán anh em. Vâng, bây giờ câu hỏi này anh cho em 30 giây để em suy nghĩ. Được chưa? Chắc là được. Bước ra giang hồ sớm, chắc em biết chơi cờ bạc đúng không? Ừ. À, bây giờ một bài toán nó đơn giản. Bây giờ em phải chú ý nghe những lời anh đọc. Được chưa? Được. Hiện tại vốn của em đang có là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng trong túi. 1.500.000 đồng nha. Được chưa? Được. Nếu mà em đặt cược trong vòng 11 lần, em double liên tục, ví dụ như 1.500.000 đồng, đặt 1.500.000 đồng ăn lên 3.000, 3.000 lần thứ hai đặt lên là ăn lên 6.000. Được chưa? Thì số tiền sau 11 lần. Mấy lần? 11 lần. Nó là bao nhiêu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lần đúng không đâu? Đúng rồi. 16 17 quả rồi, quả đồng nữa. Đọc đi em. 3072.
3072 hả? Yes, yes. Chắc chưa? Nếu mà thua đấy, 6 game nghỉ luôn. Nếu mà thua 6 game nghỉ luôn hả? À, bây giờ anh với em cùng tính được chưa? Được, được, được. 1.500 đồng cộng 1.500 đồng là bao nhiêu tiền? 333. Bao nhiêu tiền? 3. 3.000 đồng đúng không? Đúng, đúng. 3.000 đồng cộng với 3.000 đồng 6, là bao 6. Nhiêu tiền? Nhiêu? 6. 6 mấy? 6.000 đồng đúng không? 6 mấy? Là 6.000 đồng đúng không? 6.000. Hồi nãy em trả lời bao nhiêu? 3072. 3072 ngàn đồng hả? Mà trong khi đó mới có 2 lần thôi mà đã được 6.000 đồng rồi. Thì nhìn cái đại cái lên đấy. Cứ lên gì mày sai rồi mày lên nữa. Làm sao mà ra 3.000? Sao kỳ ta là sao? Mới ra 3 lần là được 6.000 là đã hơn số 3072 của mày rồi. Làm sao mà lại ra số tiền đó? À, lộn. Rồi. Em nhân. Rồi, nói lại đây bao nhiêu? Hồi nãy em nhân, lộn. Là bao nhiêu? Nói lại đây, anh cho mày nói lại. Ba kèm em nhân mới được rồi chứ. Bây giờ anh cho mày nhân lại đây. Anh cho mày nhân lại một lần nữa. A few moments later. Ba kết quả là 3.072.000. Là kết quả là 3.072.000 đúng không? Đúng rồi. Đúng chưa? Chắc chắn chưa? Chắc. Ok. Kết quả của MC lần này là 3.072.000. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta cùng tính nào. Được chưa? Tính chưa? Bây giờ chúng ta cùng tính thôi anh em vào đúng không? 1.500 cộng 1.500 là bao nhiêu tiền? 3.000. Ok. Lần thứ hai 3.000 cộng 3.000 là được bao nhiêu? 6.000. Rồi. 768.000 cộng cho 768.000 là được bao nhiêu? 1536. 1536 đúng không? Chính xác không? Rồi. Chính xác không? 1 lần rồi. 1536 10 lần rồi. Cuối cùng phải ra 3072 không? Bao nhiêu? 3072. 3 Đọc lại. 3072 đúng không? 1536 cộng 1536 ra 3072 là lần cuối. Rồi, được. Được chưa? Được rồi. Rồi. Đã tình qua đó là người ta giỏi toán học cứ cãi. Đúng rồi anh em ơi. Thôi, giỏi toán học lắm, mày giỏi lắm. Mày trả lời gì nửa tiếng mới được một bài thôi. Chơi nữa không? Chơi nữa để lấy tiền không? Nhiêu rồi? 100.000 đồng. 100.000 giờ lên nhiêu? Bây giờ lên một lần 300 luôn chứ đúng không? Mà chơi gì? Cũng học như, à? Cũng như vậy thôi. Cũng như vậy đúng không? Chơi không? Ok chơi. Rồi. Bây giờ em có 3.072.000 đó. Em thắng liên tục 7 lần. Ủa nội. 3.073.072 đúng không nội? 3.072.000 là số tiền hồi nãy của em có đấy. Em đang có đây. Em hiểu không? Đây là 3.072. 3.072. Rồi, ông muốn đọc gì đọc 3.072 đúng không? 3.072 anh nhắc lại nha, số tiền hiện tại em đang có là 3.072. Được chưa? Là cái số nãy đúng không? Cái số 3072 nãy đúng không? Đúng rồi, mà 3.072 em hiểu không? Bây giờ đấy, anh cho em double lên 7 lần thì số tiền nó bao nhiêu? Cho mày chấp máy tính luôn. Anh chấp mày máy tính luôn. A few moments later. 393.216.000 đồng. 216.000 đồng đúng không? Chà. Đúng rồi. Tính nhanh dữ người ta. À. Thằng này tính nhanh ghê ta. Ngày xưa em đi định thi siêu trí tuệ, siêu tính nhẩm mà. Ô đồ. Từ nha, cái này anh phải lấy máy tính ra mới được. Hiện tại MBC đang có là 3.072.000.
3.072.000. Đó. Ok chưa các bạn? Đây đúng không? Và chúng ta sẽ cộng lần 1 là 3.072.123. Đó. A few moments later. Chúng ta cùng đến lần thứ 7 nào. 196608 bằng 3.393.216. À, MC ơi. Alo. Hồi nãy em đọc bao nhiêu? 339.216.000. 393.216 hả? Ba sợi, ba sợi. Nữa không? Nữa không, chơi nữa không? Giống vậy luôn đúng không? Chơi nữa không, chơi nữa không? Mà giống vậy đúng không? Không có giống như vậy đâu. Chơi trò khác. Chơi không? Chơi trò khác hả? Ừ. À, giờ tối rồi chơi trò gì nữa trời. Chơi trò đếm từ 1 tới 30 chơi không? Thôi nghỉ, nghỉ, nghỉ. Ủa sao vậy? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi xin nhận quần thưởng. Mà giờ này mình không muốn chơi MC. Giờ này tới giờ thì ra tao lên. Cảm ơn thằng tình đó nhiều. Đặt tài khoản đi. Chuyển liền luôn, khỏi cho nó nóng. Mà không khỏi nợ nần. Rồi, tài khoản đây.